Xin chào quý khách hàng Hôm nay thì lại tiếp tục khui em Yamaha DM3 Gửi cho khách hàng của mình ha mọi người ha Thì một khách hàng tên là anh Trường Giang Đây là con của mình nha mọi người Anh Giang anh xem cái video này thì anh cũng biết Đây là cái con có số series là 01053 Mới càng sà ha Thì em quay video để anh xem anh cũng biết luôn Đây là sản phẩm của mình Đó đã chưa Thì nhiệm vụ của tụi em là khui thùng kiểm tra update firmware và set up các cái đường đầu vào đầu ra theo cái nhu cầu của khách mình xét về cái khung chương trình nó là như vậy sau đó thì khách hàng nhận hàng khách hàng kiểm tra và khách hàng cần thêm bớt cái gì nữa thì em sẽ hướng dẫn cho khách mình thêm bớt sao cho nó phù hợp với lại cái gia vị của từng địa phương ha mọi người ha để cho khách hàng ta xem ta biết luôn nó hấp dẫn vậy đó nha mọi người bên em làm là làm thật ha Video là quay thật và cũng như là quay sống luôn. Cái số series là mỗi sản phẩm nó có một cái à. Nó không có nó không có cái số 2 đâu. Thành ra khách hàng ta xem ta cũng biết luôn. Đây, em sẽ lấy nét cho anh xem ha. Còn 01053 này 01053 ok ha. Thì Yamaha DM3 SS là bản standard ha. Thì được sản xuất tại Malaysia không có nhật đâu nha mọi người, nghe quảng cáo nhật là tầm bay em bà chết luôn, nghe nhật tảo là chết luôn á. Thì đây là con đầu tiên. Thì em chút xíu nữa thì em sẽ update cái firmware nó lên. Thì em đã chia sẻ cho mọi người trong cái video trước rồi đó. Update firmware rồi setup một số cấu hình. Em đã chia sẻ nói chung là em đã chia sẻ gần như là rất là nhiều, nhiều video nhất trên kênh YouTube của người Việt Nam mình luôn á. Và đây là cái con số 2. Con số 2 này thì con này gửi cho anh Vinh hiện đang cư ngụ tại Canada. Nhưng mà thay cái múi giờ Việt Nam mình nó đang là buổi sáng thì phải chờ anh anh Vinh anh thức dậy thì anh gọi video cho bên em thì sẵn tiền tụi em khui họp thì tụi em quay như từ nãy nhiều mọi người thấy để cho khách hàng người ta tin cậy ha thì các cái sản phẩm mixer số Yamaha bên em thì sẵn hàng nha mọi người đây sẵn hàng em quay video cho mọi người thấy Anh em có lựa tình nha ở đây là không có cái hộp không đâu cứ liên lạc với em là có hàng mọi người có thể nhìn thấy nè trên đó là bốn con rồi đúng không 1, 2, 3, 4, hai con từ nãy giờ mình thấy mọi người chưa chưa để ý đúng không? Bỏ qua đi Rồi một con nằm đây nữa Và một con nằm kia Và con hai con nằm trong kia nữa Thấy chưa? Ok ha Hàng của bên em thì lúc nào cũng có sẵn Và tất cả đều là hàng chính hãng Có nghĩa là không phải hàng sách tay nha mọi người Và sản phẩm của mình là sẽ được bảo hành là 24 tháng Hay còn gọi là 2 năm nha mọi người Con này thì Thì sao ta? Quá đã chứ sao? này nhiều khách hàng hỏi em là dùng gia đình được không trả lời với mọi người em có làm mấy video em đăng á không phải cái nào cái nào em cũng đăng đâu nha bởi vì có một số khách hàng người ta người ta không có thích mình đăng video cái bộ vàng của nhà của khách cho đó thì mình cũng không dám đăng hay mọi người thì đối với cái em này karaoke trong nhà thì nó quá đã đi nói chung là quá dư thừa quá phê tiếng đã lắm đã như thế nào đã như thế nào thì xem kênh mấy cái video mà khách hàng hát á, thì mọi người sẽ thấy ha còn con này thì khách hàng sẽ hỏi em là làm show được không? Trả lời, dư sức chứ làm sao không được. Nghĩ làm sao con chà bá người ta vậy mà làm không được show. Thế thì nó có cái gì mà làm show được? Đây, em lấy ví dụ nè. Đầu ra mọi người có thể nhìn thấy nè, left right mặc định left nè, L là left nè, right là trái, lò phải. Đây nó sẽ có 6 cái đường mic nữa, 1 2 1 4 5 6 thì 6 cái đường này mình có thể cấu hình theo cái nhu cầu và sở thích của mình. Ví dụ mình muốn 5 6 cắt xốp thì mình cắt xốp rồi mình muốn một hai cắt monitor thì cắt monitor hoặc là mình chia ra mình đánh trép đánh bát gì đó mình muốn đánh cái gì mình đánh đây là cái đường đầu ao còn đầu đầu vào hay còn gọi là đường input input này thì mình sẽ có từ số 1 tới số 16 thì trong đó cái cổng số 13 tới cổng số 16 là cái rắc này nó gọi là rắc combo có nghĩa là mình sẽ chơi 6 ly uh, CT được 6 ly mono được và rắc Canon đều được hay còn gọi là XLR cũng là nó cắm vô đây là ok còn các cái đường còn lại thì mọi người nhìn thấy là biết rồi, đúng không? Tổng cộng thì 16 đường này mình có thể tùy biến theo cái theo cái tín hiệu đầu vào của mình. Em lấy ví dụ. Từ số 9 tới số 16 là mình có thể làm nguyên một dàn trống, đúng không? Kích nè, snare nè, tôm nè, tôm nè, tôm nè, ví dụ vậy. Rồi hai uh, hết nè, còn hai cái này là hai cái symbol đó, em thấy là ok là đủ nguyên dàn trống rồi đúng không? Còn nếu mà khách hàng mà cái dàn trống mà có cái con mixer riêng á, thì quá dễ dàng rồi, cấm hai like là đã đủ rồi. Rồi mình còn lớp trên nữa, lớp trên từ 1 tới 8 thì mình sẽ có micro 1, micro 2, micro 3, micro 4 là bốn cái micro rồi. Rồi hai cái đường organ gan. Rồi hai cái đường này mình chạy từ laptop hay là mình chạy từ những nhu cầu của mình. Và đây mình còn cái cổng USB nữa, mình có thể cắm vô đây để mình thu âm mít nhạc. Rồi mình stream nhạc từ laptop đưa xuống Quá tuyệt vời luôn Nhiều khách hàng sẽ hỏi em là cái cổng này Để làm cái gì thì bữa trước em đã có chia sẻ rồi Cái cổng internet này Mình có thể cắm qua cái router wifi Mục đích là mình sẽ kết nối không dây Để cái điều khiển cái em này Quá dễ dàng đúng không mọi người Tại sao phải điều khiển không dây nữa Cái câu hỏi rất là hay Em sẽ quay nó lại nha mọi người Cái tình huống là Vì sao phải điều khiển không dây Bây giờ em sẽ chia sẻ cho mọi người ha Em lấy ví dụ đi Ví dụ như cái bộ vàng của khách là như vậy Bây giờ họ lắp cái con mixer Yamaha DM3 vào cái vị trí cái chỗ cái onkyo đắt 1 của em đó, tức là cái con giữa đó để lên trên đó thì bây giờ mỗi một lần thao tác thì họ phải đi lại cái chỗ này đó họ đi lại cái chỗ này họ chỉnh chỉnh như vậy thì âm thanh họ nghe được từ cái loa nó không có chuẩn xác hiểu không, mọi người nó không có chuẩn xác thành ra thành ra làm sao mixer để đằng kia nhưng mà người ta ngồi ở vị trí như em đang đứng như vậy ngồi xa loa như vậy và khi đó người ta sẽ chỉnh từ xa thì người ta sẽ nghe âm thanh nó sẽ trọn vẹn và nó sẽ là đúng nhất ha đó là lý do người ta phải lắp vô cái router wifi để điều khiển nó từ xa. Hôm nay ngày 18 tháng 10 đang có triển lãm âm thanh ở trên đường Hoàng Văn Thụ nha mọi người. 431 Hoàng Văn Thụ Adora gì đó. Thì buổi sáng tranh thủ làm cái con Yamaha này để kịp trả đơn cho khách. Buổi chiều tranh thủ đi xem triển lãm xem coi năm nay triển lãm ở thành phố Hồ Chí Minh có cái gì hot ha mọi người ha.